Lần đầu tiên thì Hùng rất là cảm ơn sâu sắc đến cái khóa học của anh Lương. Từ sáng giờ Hùng học rất là nhiều bài học từ thầy Lương, đã chia sẻ một cái kiến thức rất là thực chiến và thực tế để Hùng có thể là đưa công việc của mình lên Internet một cách hoàn chỉnh hơn. Thì ngày hôm nay thực sự là rất là vui khi mà được tham gia khóa học K1 của thầy Lương Trainer. Đó, thì rất là nhiều kiến thức thực tế, thì hy vọng là anh em mà đang xem video này thì có thể là biết, có thể là thông qua video này mình biết được khóa học của thầy Lương Trainer, có thể là mình tham gia, có thể là mình áp dụng được cái công việc của mình trên Internet một cách thành công. Rất là cảm ơn cái khóa học K1 của thầy Lương Trainer.